mình đang đi vào khu nhà thờ Mang Đen và tượng Đức Mẹ Mang Đen, một bức tượng rất là nổi tiếng từ thời Pháp, xây dựng từ thời Pháp, người Pháp đã xây. Ở đây đang là một khu du lịch, bên kia là nhà thờ. Đây nó đang xây dựng làm khu du lịch rồi. Rất là rộng, đang xây dựng lại lên này, xây dựng lại chắc là rất là đẹp. Đây là làm cái hội trường để làm lễ, đang xây lại hết. Đây là tượng Đức Mẹ Mang Đen. Đường đang làm lên, đường làm lên rất là đẹp.